Hello, em xin chào tất cả các bác yêu thích đồng hồ Nhật. Em lên sóng một chiếc đồng hồ để bàn thương hiệu là Citizen Sa Băng. Chiều cao của chiếc này là 29,5 cm, còn chiều ngang là 22,5 cm, chiều sâu vô là 13,5 cm. Chiếc này đẹp xuất sắc nha các bác. Chiếc này bao gồm ở trên là nhôm, hai cái trụ hai bên đều bằng nhôm, bên trong là cũng bốn trụ bằng nhôm luôn. Mặt giờ là mặt bằng kim loại, số là mã Made in Japan, nằm dưới số là mã số 6. Chỉ có đế này là đế nhựa thôi. Chiếc này quá đẹp luôn các bác ơi, như là một lâu đài luôn. Đây phía sau cũng vậy, đẹp xuất sắc. Chiếc này thì nó chỉ sử dụng hai pin tiểu 2A thôi, một viên sử dụng cho giờ và một viên sử dụng cho xây lắc. Xây lắc nè, để em cho các bác xem bên dưới. Chiếc này cực kỳ mới luôn. Chiếc này đáng để chơi và sưu tầm nha các bác. Dưới này là bằng một tấm phím vậy á. Đây. Đây một bên tiểu này, chiếc này có nắp đầy đủ. Còn chỗ lỗ này chị ta là để cho cái xe lắc này nè, khi mình để nó không xay là mình kích phát một là nó xay nha, mình chỉ gạt qua gạt lại là nó xay thôi. Bác nào thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại nha 0918120267 để các bác có thể xem được nhiều sản phẩm khác bên em. Và các bác có nhu cầu gì em sẽ gửi hình chi tiết hơn. Em xin kết thúc video nha. Chào tất cả các bác.